Ông sợ chưa? Sợ lắm rồi, lần sau không dám nợ được.
10 ngày nữa cho tôi không đi đường tránh. Sợ lắm rồi. Làm nó quá tôi phá cái nào. Sợ rồi. Đấy, chủ máy nợ lương mới có nợ lương mấy ngày mà nó làm gắt quá, nó treo lên cầu nó thả. Thôi đi, tớ làm. Rồi làm đi nha. Về tôi thu xếp tiền tôi trả ông nhá. Làm gì gắt vậy nha, thôi đi về đây. Tiền mấy tháng người ta không chịu trả. Rồi từ giờ không dám quỳ lương đâu, đi về đây. Đi.